Bạn có thể đi học. Việc đi học không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng hàng năm, hàng ngàn sinh viên giống bạn tốt nghiệp với bằng cấp đại học hoặc chứng chỉ nghề nghiệp từ một trường cao đẳng tại quận Orange. Phần nhiều trong số họ là sinh viên lần đầu, cựu chiến binh, cha mẹ đơn thân và những người muốn chuyển đổi sự nghiệp. Nếu họ có thể làm được, bạn cũng có thể làm được. Cho dù bạn đang tìm kiếm công việc lần đầu hay cố gắng nâng cấp sự nghiệp của mình hoặc muốn chuyển lên một trường đại học 4 năm, các trường cao đẳng của quận Orange cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ cho sinh viên để giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Cuộc sống đôi khi đầy thách thức, nhưng nhờ tâm huyết của đội ngũ giáo viên và nhân viên của chúng tôi, việc thành công trong trường đại học không còn là một trở ngại. Để tìm hiểu thêm hoặc nói chuyện với một chuyên viên hỗ trợ, hãy ghé thăm trang mạng của chúng tôi tại futurebuild.org.